Quỳnh Dao nhận xét như thế nào về dàn mỹ nhân đình đám từng được bà lăng xê? Phạm Băng Băng vĩnh viễn chỉ có thể đóng vai nha hoàn, Lâm Tâm Như không đủ xinh đẹp. Riêng Trần Hồng lại được tán tụng là đệ nhất mỹ nhân đại lục. Dù nhân sinh quan và cách xây dựng nữ chính dại tình của Quỳnh Dao chẳng được lòng khán giả, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận bà là người rất có mắt chọn mỹ nhân, lăng xê cho rất nhiều nhan sắc đình đám trong làng giải trí. Và với mỗi người đẹp, Quỳnh Dao lại có một nhận định riêng khiến công chúng phải bất ngờ đó. Lâm Thanh Hà. Thở thanh xuân, nhan sắc của Lâm Thanh Hà luôn nhận được sự tán tụng của Quỳnh Dao. Thậm chí, bà còn từng khẳng định, trong tiểu thuyết của tôi, vai nữ chính luôn dành một vị trí cho Lâm Thanh Hà. Tôi chưa từng gặp được người thứ hai có thể so sánh với Lâm Thanh Hà. Thật ra điều này cũng dễ hiểu thôi, vì Lâm Thanh Hà đẹp thật, nét đẹp của nữ minh tinh này không chỉ là dịu dàng thơ ngây, mà còn có thể trở nên mạnh mẽ và bá khí, cân được mọi vai diễn phi giới tính. Ngay cả đạo diễn Từ Khắc còn phải tán tụng Lâm Thanh Hà là nhan sắc 50 năm có một là đủ biết. Lưu Tuyết Hoa. Quỳnh Dao có 3 tiêu chuẩn chọn diễn viên là phải đẹp, phải biết khóc và khóc phải thật đẹp. Lưu Tuyết Hoa chính là cái tên có thể đáp ứng được cả 3 yêu cầu này đó. Bởi thế mà Quỳnh Dao từng tuyên bố, Lưu Tuyết Hoa không chỉ là diễn viên, cô ấy còn là bạn thân của tôi. Chắc chẳng phải ai cũng biết được, Lưu Tuyết Hoa là sao nữ đóng nhiều phim của Quỳnh Dao nhất đó, gắn bó với bà thời lúc thanh xuân đến tận tuổi xế chiều. Nhạc Linh. Trong dàn Quỳnh Nữ Lang, Nhạc Linh không phải là sao nữ đẹp nhất, thế nhưng cô lại luôn nhận được sự ưu ái của bà. Bởi theo lời Quỳnh Dao thì, Nhạc Linh giúp tôi hiểu thế nào là tiểu thư khuê các chân chính. Bởi thế mà trong phim của nhà sản xuất lừng danh xứ Đài, Nhạc Linh toàn được vào vai lá ngọc cành vàng thôi. Trần Hồng. Không phải ngẫu nhiên mà Trần Hồng luôn tự cao tự đại về ngoại hình đâu. Bởi đến người đã quen nhìn mỹ nhân như Quỳnh Dao còn si mê cô mà mời đóng phim đến tận 3 lần là đủ để mọi người hiểu rồi nhỉ. Quỳnh Dao rất thích vẻ đẹp kiêu ngạo khí phách, vừa lộ diện là diễm áp quần phương của Trần Hồng, còn công khai tán tụng ngôi sao Thủy Vân Gian là đệ nhất mỹ nhân đại lục. Tưởng Cần Cần. Người Quỳnh Dao yêu thích và nâng đỡ rất nhiều, nhưng chỉ có mỗi Tưởng Cần Cần là được bà thiên vị ra mặt thôi. Không chỉ dành hết tâm trí cho bộ phim Trời Xanh Đổ Lệ của Tưởng Cần Cần mà bỏ bê Hoàn Châu Cách Cách thôi đâu. Quỳnh Dao còn tự mình đặt nghệ danh Thủy Linh cho nàng Tưởng vì cô sở hữu vẻ đẹp, thanh linh như thủy, yêu mỹ như mộng đó. Phạm Băng Băng. Vì quá thiên vị cho Tưởng Cần Cần mà Quỳnh Dao bỏ bê đoàn phim Hoàn Châu Cách Cách, Phạm Băng Băng cũng vì thế mà bị vạ lây. Chắc không phải ai cũng biết được Quỳnh Dao không đánh giá cao ngoại hình của nữ hoàng nhan sắc, còn từng tuyên bố, trong mắt tôi, Phạm Băng Băng vĩnh viễn chỉ có thể đóng vai nha hoàn. Đó là lý do suốt 8 năm đầu quân cho nhà sản xuất mát tay này, Phạm Băng Băng như người vô hình, chẳng nhận thêm được vai diễn nào trong phim của bà. Bảo sao sau này nữ hoàng họ Phạm khó chịu khi người ta nhắc đến vai Kim Tỏa. Lâm Tâm Như. Đừng nói là nữ phụ, đến nữ chính Hoàn Châu Cách Cách là Lâm Tâm Như cũng phải ê chề và bẽ bàng vì Quỳnh Dao đó. Quỳnh Dao từng than thở, Lâm Tâm Như không đủ đẹp, cảnh khóc cũng chẳng mỹ miều, thậm chí còn suýt tìm người thay thế mỹ nhân xứ Đài nữa cơ. Hay khi Tân Dòng Sông Ly Biệt lên sóng, Quỳnh Dao tán tụng dàn diễn viên hết lời, nhưng đến Lâm Tâm Như thì thẳng thừng tuyên bố, như bình của cô ấy làm bộ làm tịch, không có cá tính.